Xin chào anh em. Chào anh em đến với kênh xe tải của mình. Hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho anh em một dòng xe tải vừa về tới công ty mình. Đó là xe Chiến Thắng 7 tấn 2. Trước mắt chúng ta là dòng xe Chiến Thắng 7 tấn 2. Thùng dài 6m7 nha anh em. Xe này rất là khỏe. Xe này là dùng động cơ Yutai và có cái thể tích làm việc lên đến tới 4.3. Thể tích làm việc rất là mạnh. Đấy, động cơ rất là lớn. Thì trước phần xe chúng ta thấy vẫn là cụm đèn đứng, rất là giống cái hãng xe Nhật. Đây, đây là đèn halogen luôn nha anh em. Phía dưới cản cũng có đèn sương mờ. Đây, đây là logo Chiến Thắng và cái dòng chữ Chiến Thắng. Thì phía trước chúng ta có một cái lưới tản nhiệt được mạ chrome kéo dài tới hai bên đèn, rất là đẹp. Xe này là sản xuất 2017 nha anh em, nên giá rất là tốt, chỉ hơn 450 một triệu một xe thôi. Đấy, anh em có thể thấy xe rất là đẹp. Để giờ mình sẽ đi tổng thể một vòng cho anh em xem. Thì xe này xài lớp 10-20 nha anh em, 10-20. Anh em có thấy xài lớp DRC, một cái thương hiệu rất là tốt của Việt Nam mình. Thì xe này cũng dùng phanh lốc kê thắng hơi nha anh em. Đây, cái cabin thì bơm lên chứ không phải là dở như mấy xe cũ. Chúng ta có một cần bơm lên. Đây là bình nhiên liệu và đây là bình hơi của xe. Đây, đây kích thước thùng của xe xe này có cái kích thước thùng lên tới là 6m7, khá là dài. Và cái bề ngang của xe là 2m2. Chiều cao của xe là gần 2m150 anh em. Xe này chạy rất là ok, tại vì nó là sản xuất 2017, xài ga cơ. Đấy, nó rất là tiện sửa chữa cho anh em, rất là dễ sửa chữa. Đây, ở sau chúng ta có thể là một bẩn hạ xuống và hai cửa mở hai bên, rất là tiện lợi khi lên xuống hàng hóa. Đây là một bên đóng được 3 bẩn, hai bên là 6 bẩn nha anh em. Đây, bây giờ mình sẽ quay cái cầu xe cho anh em xem. Đây, cầu xe rất là lớn, xài nhíp 2 tầng nha anh em, tầng trên và tầng dưới, nên là cái việc chịu tải của nó rất là lớn. Xe này mà anh em chạy 10 tấn vẫn vi vu nha anh em. Máy của nó rất là khỏe, nếu mà chạy đúng tải vẫn là dư máy nha anh em. Máy dung tích máy tới là 4.3. Đây, lớp cũng lớp 10 DRC. Đây, giờ mình quay phía trước chassis cầu cho anh em. Đây là cái lắp rất là to, chuyền moment rất là mạnh nhiều, để anh em chịu cái tải đó. Anh em tải trọng thì có 10 tấn là chạy vi vu với xe này luôn. Xe này chạy thì khỏi phải bàn anh em. Thì xe này công ty mình đang thanh lý rất là giá rất là tốt, cực kỳ tốt luôn anh em. Chỉ có hơn 450 triệu một xe thôi. Đấy, xe 7 tấn 2 mà 450 triệu thì ở đâu có nữa anh em. Xe đồng ý là xe mang tiếng thương hiệu Trung Quốc, nhưng cái chất lượng của nó không có tệ đâu anh em. Xe chạy nhanh thu hồi vốn. Bây giờ mình quay bên trong cái thùng xe cho anh em xem này. Thùng xe rất là đẹp, rất là sạch sẽ. Thùng dài tới 6m7 và được đóng một vách nha anh em. Đấy, một vách để anh em có thể thấy thùng này sàn rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ quay phía trước cho anh em xem. Đây là xe ký hiệu Chiến Thắng 7 tấn 2, chở được 3 người. Nó dán bên hông cho chúng ta luôn. Xe này có turbo sẵn luôn. Turbo thì giúp chúng ta tiết kiệm nhiên liệu rất là nhiều, giúp xe mạnh hơn nữa. Bây giờ mình sẽ mở cabin, mình đi lên cabin cho anh em xem bên trong khoang cabin xe. Thì xe này trang bị chúng ta là 3 ghế ngồi, và đặc biệt hơn là xe này có một cái khoảng trống phía sau là cái giường nằm cho chúng ta, trang trí cho chúng ta khi mình mệt mỏi mình có thể dừng mình nghỉ ngơi. Đấy là kêu, nhiều người kêu là cabin kép đó anh em, cabin đôi đấy. Đây, thì mình sẽ leo lên cho anh em xem. Ghế này là ghế da luôn nha anh em, nên rất là sạch sẽ. Đấy, đây, bây giờ mình quay ra phía sau này. Mình thì chiều cao của mình tầm 1m75, nhưng mà nằm vẫn là rất là rộng rãi nha anh em. Anh em nào mà tài xế mà cao cỡ mình là nằm rất là thoải mái, không có chật chội. Đây, bây giờ mình sẽ quay cái phần tốc lô cho anh em xem, phần trang bị theo xe. Thì xe này có những cái nút như cúp mát này, nút mát này, đèn báo nguy hiểm này, và còi hơi. Xe này thắng hơi nên dù được dùng trang bị còi hơi luôn nha anh em. Đạp êm rắc 3.5 USB đều được cắm sẵn hết trên đây. Đấy, quạt và cái hướng thông gió.
Đặc biệt hơn, xe này cũng là trang bị chúng ta máy lạnh sẵn luôn. Tất cả dòng xe Trung Quốc đều được trang bị máy lạnh sẵn theo xe. Đó, anh em nên mua xe hãy cẩn thận, trừ trường hợp những trường hợp mà khách hàng bị lừa là gỡ máy lạnh đi nha. Thì xe này cũng xài hộp số 2 tầng nha anh em. Hộp số 2 tầng, hộp số 5 cấp, 5 tiếng một lùi, thì là 7 tấn, 7 tấn nhưng mà xe vẫn dùng hộp số 5 5 số thôi. Đây để phanh lốc kê của nó. Đây mình qua bên đây mình cho anh em xem đây. Đây là cái vô lăng của xe. Anh em thấy vô lăng 4 chấu thì làm từ nhựa thôi. Nhưng mà cảm giác cầm rất là chắc tay. Cảm giác cầm nó cũng khá là ok đó anh em. Đấy, thì xe đây cũng là trang bị chúng ta cái đồng hồ, gồm đồng hồ cơ thôi. Đồng hồ báo đây chúng ta thấy có ba đồng hồ lớn là đồng hồ km, đồng hồ bên tay phải chúng ta là đồng hồ vòng tua máy, bên tay trái là cái đồng hồ bình hơi của xe, áp suất của bình hơi. Thì như xe Trung Quốc khác, thứ qua trên đây chúng ta cũng có trang bị một kính cái lỗ thông gió nha anh em, cửa sổ á. Đây trên đây chúng ta có cái khe để bỏ giấy tờ xe. Đây xe này mà có với giá hơn 450 triệu rất là đáng mua nha anh em, nhanh thu hồi vốn mà tải lại cao, mà thùng cũng khá là dài nha anh em, mà đặc biệt là ga cơ rất là dễ sửa chữa. Như cái xe hiện đại giờ toàn là dùng ga điện nên anh em rất là ngại việc sửa chữa của xe, còn lại xe này rất là dễ, đụng đâu sửa đó. Đấy thì chỉ hơn 450 triệu một xe thôi anh em. Anh em có thể trả trước tầm khoảng 150 triệu là lấy xe này về ngay thôi. Anh em mà có nhu cầu mua xe này cứ liên hệ mình, hoặc là muốn xem xe hay là chạy thử thì cứ alo cho mình sẽ cho anh em chạy thử xe này nhé. Cảm ơn anh em đã xem video.